Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình Kể Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hồi sáng này đó, thì Tân có làm một clip tâm sự và Tân có nói với bạn TikToker liên hệ, thì bạn đã liên hệ rồi và bạn đã xin lỗi Tân rồi. Thì Tân cũng nói chuyện và Tân cũng cho phép bạn đăng những cái clip của Tân, nhưng mà phải có sự kiểm soát. Thì hai bên đã nói chuyện rồi, thì các bạn fan nào gửi bạn đó về cho trang fanpage thì các bạn đừng có tức nữa, nên bỏ qua. Tại vì người ta không có biết về mạng, người ta chỉ muốn nói chuyện về một cái nơi có ma ở Sài Gòn này thôi. Và bây giờ là câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện cuối tuần. Tân gửi các bạn nghe một câu chuyện ma. Thì các bạn fan nói Tân á, là những người kể chuyện ma mà các bạn đã từng coi qua, thì Tân là người kể chuyện mà Tân hay nói về những cái vấn đề khơi dậy lại những cái kỷ niệm, mà trong đó có các bạn trong đó nữa. Thì đó là điều tất nhiên, tại vì đối với Tân, chuyện ma là cái chuyện mà Tân rất là quan trọng. Tại vì nó là một cái thời kỷ niệm của Tân, và nó là những cái thời mà Tân đã đi qua. Đi qua tức có nghĩa là bây giờ Tân không thể lấy lại nó được, cho nên Tân muốn lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm đó trong những câu chuyện tâm linh của Tân. Thì câu chuyện này nó rơi vào cái thời điểm, mà cái thời điểm này á, là điện thoại iPhone chưa ra đời. Sài Gòn mình đang có một cái sự cạnh tranh giữa các hãng là Nokia, Sony Ericsson, Samsung, rồi một số cái hãng phụ khác nữa, nhưng mà Tân nói những cái hãng chính đó thôi. Thì vào thời điểm này các bạn, là có hai người bạn. Hai người bạn này chơi chung một cái nhóm bạn. Thì tôi không biết cái nhóm này là trong chơi chung sớm, hay là nhóm bạn chơi chung trường, hay là cái mối quan hệ của họ bắt đầu từ đâu thì tôi không biết, mà có một cái nhóm chơi chung. Thì trong cái nhóm này có hai người là thành đạt nhất, tôi mới nói là hai người bạn chơi chung một nhóm. Thì hai người này là hai người con trai. Thì cả hai là đều làm cho công ty hết, nhưng mà một người làm về thể thao, còn một người làm về công nghệ. Thì bạn biết cái người làm về công nghệ á, là cái người đang hưng thịnh và phát triển. Tại vì vào thời điểm này là thời điểm mà công nghệ đang phát triển. Còn thể thao thì cũng bình ổn. Tôi không nói thể thao không phát triển, thể thao luôn luôn phát triển, mà thời lúc này là bình ổn. Tại vì năm nào, tháng nào, thời nào thì thể thao cũng phát triển hết. Nhưng mà công nghệ đang lấn sân vào thị trường Việt Nam rất là nhiều. Thì hai người này luôn cà khịa lẫn nhau. Là nhóm bạn mà cà khịa lẫn nhau. Họ không có đồng tình trên bất cứ một quan điểm nào, nhưng mà họ lại là bạn chơi chung một nhóm. Thì cái nhóm này cứ hễ mỗi tháng là họ sẽ nhậu nhẹt, gọi là họp mặt với nhau ở tại bờ kè. Thì những quán nhậu bờ kè thời đó là những quán nhậu mà nó là dành cho người lao động. Những ai mà đi nhậu sẽ biết. Thời điểm đó những cái bờ kè nó có những cái món rất là ngon, là hay. Ví dụ như cá ba sa hấp Hồng Kông, hay là cá điêu hồng hấp Hồng Kông đó, hay là những cái món nhậu thì họ tụ tập ở đó. Thì vào thời điểm này cái anh mà làm về thể thao á, anh mua được một cái điện thoại Nokia, nhưng mà là điện thoại Nokia không có màu. Còn cái anh mà làm về công nghệ thì anh khá hơn, anh đi mua được cái điện thoại mà đang hot thời đó, đó là điện thoại Sony, gọi là Samsung E100. Tại vì hồi xưa Tân xài cái Sony Ericsson, cho nên là cứ hễ mà kể về chuyện liên quan điện thoại là Tân nhớ về cái của Tân. Cho nên xin lỗi các bạn. Thì cái anh mà làm công nghệ anh xài cái Samsung E100. Mà các bạn biết không, cái Samsung E100 thời điểm đó là một trong những cái đang hot. Hot không phải là gì hết trơn, hot là do phim Hàn Quốc lúc đó đang hot. Phim Hàn Quốc nó đang đổ nhập vào Việt Nam mình, và các chị em phụ nữ rất là mê diễn viên Hàn Quốc, Giang Dong Gun đồ này nọ đó, mê dữ lắm. Mà hồi đó Hàn Quốc là chơi điện thoại bực nắp, cứ bực lên nhìn rất là sang, rất là ngầu. Thì cái anh này anh vô hãng Samsung, anh mua được cái điện thoại đó. Thì ngày đó họp nhóm thì hai ông nội này khoe nhau. Thì cái anh bên Nokia, cái anh mà bên làm thể thao á, anh thua. Thua là tại bị gì, cái E100 nó có màu và cái âm thanh nó nghe dễ chịu. Ngày xưa điện thoại á, cạnh tranh rất là hay.
Tại vì thời đó chưa có những cái công nghệ mạng, chưa có Facebook, chưa có fanpage và chưa có YouTube, chưa có bất cứ một cái công nghệ nào. Cho nên thời điểm đó mà muốn PR là những cái showroom về Samsung, những cái showroom của Nokia lớn, họ phải mời người mẫu, họ phải đăng báo, họ phải làm đủ thứ chuyện hết. Rồi họ phải mướn chiếc xe mui trần chở những người mẫu đẹp, cầm điện thoại ẻo lả chạy trên những con đường, những con đường huyết mạch để cho người dân ta nhìn, ta thấy sang trọng. Đó thì cái Samsung E100 thời điểm đó nó đang hot. Thì khi anh này anh mua anh đem ra thì anh khoe, anh nói chuyện và anh đưa ra những cái định hướng của mình trong tương lai về làm về công nghệ, là nó sẽ đi và nó phát triển như thế nào. Thì cái anh làm bên thể thao á, anh gato, anh ganh tị, anh buông ra những cái lời nó hơi khiếm nhã và nói thẳng là chù ẻo. Anh nói là cái của nào á mà mua quá tay hay của xịn á thì trước sau cái người sở hữu cái của đó cũng sẽ chết oan, cái tức, cái tưởi. Một cái lời khẩu nghiệp nó quá lớn. Dẫu sao cũng là bạn với nhau, không ưa thì không gặp. Thí dụ mình cảm thấy mình không ưa thì thôi mình im lặng, mình ăn uống, mình nhậu, mình nói chuyện với người khác trong nhóm. Chỉ vì hơn nhau có điện thoại mà đi chù quẻo nhau. Thì bạn bè trong nhóm người ta cũng, thời đó bạn biết là bạn bè người ta cũng hiền, ta không có ai khuyên nhủ vô. Thì cái anh mà làm về công nghệ anh cũng bực trong lòng, anh cũng bực đó, thì anh không nói gì hết. Anh ngồi anh im, sau cái lời chù đó anh im. Thì cái anh mà làm về thể thao đó, anh mới hào hứng, anh đắc ý. Tại vì anh thắng mà, anh chửi mà khi im là anh thắng, anh đắc ý, anh nói nữa. Anh nói ví dụ như hồi đó có cái người bạn vô tình được gia đình cho một cây vàng, mừng đi khoe lâm ra, chiều đó đột tử chết luôn đó. Thì mấy người mà coi như là tự nhiên có của cải mà đâu phải là người giàu đâu, mày đặt đua đòi mua đồ xịn này nọ thì kiểu như ga tô mà, nói sản, nói mà không biết mình nói gì á. Thì cái anh về bên công nghệ á, anh này anh cọc, anh nghe họ anh cọc, anh mới nói rằng là tao có chết á thì tao cũng đi tìm mày, tao lôi mày về theo. Mày đừng có mạnh miệng nói người ta, dẫu sao trên đời này cũng hai thế giới. Thế giới người dương thì mày đang sống với tao đó, còn thế giới người âm thì chưa biết ai hơn ai. Tao mà có xuống dưới đó, tao cũng đi tao lôi mày theo. Thì khi nói đến đây bạn bè lúc này mới cản, nói thôi hai ông sao lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau hết trơn. Do lâu lâu gặp hợp nhóm mà nói chuyện xui rủi lum la, bây giờ hai ông làm ăn thành đạt thì tôi cũng vui. Cái quan trọng là nhóm mình hội họp, bạn bè chơi thân thiết với nhau, chứ không phải là mở ra cái là chửi, mở ra cái là nói. Thì sau cái cuộc gặp gỡ đó là đi về. Thì chừng một tuần lễ sau thì cái anh làm bên cái thể thao đó, anh mới nghe tin là cái anh này anh chết. Cái anh mà anh chửi á, chết là do tai nạn chết. Cái anh mà đối lập đó, anh mà mua điện thoại của bên Samsung đó, làm bên điện tử đó, nó bị chết do tai nạn anh chết. Thì ngày đám ma là cái ngày mà chôn á, cái ngày mà đi tới đám ma cúng giếng chuẩn bị chôn á, thì cái anh làm bên thể thao này nè, ảnh mới tới thắp nhang. Có cái anh đợi cái ngày cuối cùng đưa đi chôn rồi anh mới tới, anh không có tới liền ngày đầu tiên, ngày thứ hai. Tại bị trong lòng những ấm ức mà, chắc không ưa nhau mà, nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Bạn bè trong nhóm người ta cũng nhìn vào cái thái độ, đàn ông là không có hẹp hòi, đàn ông là phải rộng lượng. Kẻ thù dù thù cách mấy mà đã từng là bạn, nếu như người ta không có cản mình, người ta không hại mình thì mình vẫn phải tới thắp ta nén nhang. Thấy không? Gia Cát Lượng ngày xưa mà còn qua khóc Chu Du mà, mặc dù biết Chu Du nhiều lần muốn giết mình. Quân tử nó phải rộng lượng, thì anh này đâu có thể nào mà ảnh hẹp hòi. Anh lựa ngày cuối cùng ảnh qua anh thắp nén nhang. Thì bạn biết là những cái người mà khi mà ta mất rồi á, mà bên nhà hòm người ta liệm là người ta kiểm tra rất là kỹ, những cái đồ mà gọi là tư gia là người ta mang ra ngoài hết. Sau khi người ta ướp xác bằng trà này kia, người ta bỏ vô hòm, người ta liệm rồi, đóng hòm lại rồi, là trong đó chỉ có những thứ mang theo vào lòng đất thôi. Đúng không? Thì cái anh này anh qua anh thắp nhang, thì cái lúc anh thắp nhang đó, thì cái cây nhang của anh thắp cũng đúng là quan nghiệt. Cái cây nhang đó là cây nhang của người cuối cùng thắp để chuẩn bị làm lễ bưng ra chôn. Tại vì người ta đi hết 3 ngày, ta đi hết trơn rồi, đâu còn ai nữa đâu.
ảnh thấp cái cuối cùng bắt đầu là sư rồi bên nhà hòm ta ùa vô ta làm lễ ta bưng cái hòm ra thôi. Ảnh tới ngay đúng cái khoảnh khắc đó, ảnh vừa cắm cây nhang lên bàn Phật, ảnh quay qua ảnh lại ảnh cắm cây nhang trước mặt cái hòm cái thì cái chuông điện thoại của Ơ100 nó reng lên. Cái tiếng chuông nghe nó dễ thương, nó nghe nó hiện đại vậy đó, mà trong giây phút đó nghe nó giận da gà. Tại vì cái tiếng chuông đó là tiếng chuông ưa thích của người đang nằm trong hòm, là người chết. Và tiếng chuông nó phát ra từ trong cái hòm. Nó phát ra từ trong cái hòm nó phát ra. Thì lúc này mọi người chưng hửng nhìn nhau. Còn cái anh mà tới cắm nhang, anh mà làm bên thể thao đó, thì anh nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh thấy người ta nhìn, anh cũng nhìn theo, chưa hiểu chuyện gì. Nghĩa là anh không có nghĩ rằng chuyện nó có ảnh hưởng tới ảnh hay không. Thì anh cắm nhang, anh đi ra thì mọi người đều nghe hết. Thì người nhà, tân dùng là người nhà của cái anh mà chết á, mới ủa sao cái tiếng chuông này, tiếng chuông của chiếc điện thoại chồng mình mà, nhưng mà em để trong cái túi em nè. Thì chị mới lấy trong túi chỉ ra cái điện thoại đó, em để trong túi em nè chứ đâu ai bỏ ở chổng đâu mà sao nó phát ra. Thì lúc này là mọi người mới nói chắc là nghe nhầm. Tại vì cái thời gian mà chuẩn bị mà mang hòm ra ngoài đó, đó thì nó cũng quá sớm, nó hơi sớm. Chắc đâu đó phải 4-5 giờ sáng là người ta đi rồi, là do cái giờ tốt, giờ xấu sao đó. Cho nên là có những người ta nghĩ là họ mệt, họ nghe vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là nghe rất rõ ràng nằm trong hòm phát ra. Thì sau đó mới là bưng cái hòm đi ra ngoài. Thì mọi người đi đưa tiễn thì mọi người đều đưa đến cái nơi mà nghĩa trang hạ huyệt và chôn cái anh này. Đó, mọi người khóc la đủ thứ hết. Thì trước cái tình cảnh đó, cái anh mà làm bên thể thao á, ảnh mới đứng anh nhìn. Ảnh nhìn từ xa lắm, ảnh không dám tới gần. Tại vì thật sự tâm lý mà bạn ghét một ai đó mà vô tình cái lời bạn nói hay người ta không có tốt, mà người ta ra đi thật sự thì bạn cũng áy náy trong lòng. Ảnh đứng xa lắm, ảnh nhìn. Ảnh nhìn thì ảnh mới thấy người ta khóc quá đi. Đó, thì ảnh cảm thấy anh cũng ớn ớn, anh quay lại anh lấy xe anh đi về trước. Thì khi anh ra bãi xe của nghĩa trang á, có cái bãi xe riêng, thì anh leo lên bãi xe, anh lấy bãi lấy xe mình, anh chạy ra ngoài. Thì trên cái đường anh chạy qua hai hàng xe, anh chuẩn bị quẹo đi ra ngoài cổng chính để anh đi về đó, anh lại nghe cái tiếng chuông của cái điện thoại đó. Cái tiếng chuông đó là cái tiếng chuông bị làm ám ảnh anh này. Là tại vì khi mà cái người đó khoe cái điện thoại Ơ100, người đó mở cái tiếng chuông đó lên cho tất cả người trong bàn nghe và nói rằng tôi rất thích cái tiếng chuông này. Nó phải văng vẳng bên lỗ tai như vậy đó thì mới có cảm giác mà nó gần gũi mình. Thì anh kia anh đâu có quên được cái câu nói đó. Và tại sao anh cứ nghe cái tiếng chuông của cái điện thoại của anh này ở bên lỗ tai hoài. Thì anh đi về, đi về bẵm đi một thời gian á, thì dần ảnh không nghe cái tiếng chuông đó nữa. Thì anh nghĩ rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Và anh cũng nghĩ trong lòng rằng là không lẽ chỉ vì một cái lời nói của mình mà linh nghiệm đến mức thằng đó nó chết. Mà giả sử nó chết đi, nó hận gì mình? Mình đâu phải là cái người mà tông nó chết đâu. Đúng là mình có trù nó, mà do nó chảnh quá chứ không phải do mình. Cho nên thôi, đừng có tự hù mình nữa, bỏ qua đi. Mà bản thân cái người mất đi rồi á, người ta cũng có nhiều thứ để lo, thậm chí xuống địa ngục rồi, lấy đâu mà lên tìm mình. Đó thì anh suy nghĩ như vậy. Thì chiều hôm đó đó là cái chiều mà cái nhóm nó họp lại nhậu. Cái nhóm nó họp lại nhậu, anh này cũng ra, thì mọi người chắc chắn là bàn tán về cái anh đã mất. Thì mới nói là mày đó, mày thấy không, hồi xưa mày hay cà khịa nó, bây giờ nó mất rồi. Đó, bạn bè đó gặp nhau được bao nhiêu lâu mà cứ ganh tị người ta hoài, giờ ta mất rồi. Thì có một người trong nhóm mới nói rằng biết đâu nó về nó tìm thằng này liền, vợ mà hồi xưa hay cãi nhau mà quan gia ngõ hẹp, nó nói mà nó có chết nó cũng về nó tìm mà. Thì nói đến đây thì cái anh mà làm bên thể thao anh sợ, ảnh rung, ảnh rung. Tại vì đúng là đúng, nó có lúc đó có nói, lúc đầu tôi cũng có kể vậy, là anh kia có nói như vậy. Cái anh làm bên thể thao mới nói rằng không lẽ thằng nó khùng, chết rồi không để về tìm tao, tìm vợ nó, tìm gia đình nó, tìm người yêu nó chứ. Không lẽ đi tìm một thằng như tao để làm cái gì, ấm mức đích mức độ vậy. Thì nói xong anh uống 2-3 ly nữa, anh xin về sớm. Tại bị ảnh bị sốc á, nói chung là bị hơi quê quê đó, đi về sớm.
Thì khi về anh được nhận một cái tin vui. Cái tin vui này từ gia đình báo lại là bên cơ quan của ảnh bổ nhiệm ảnh đi về giữ ở một cái gọi là cái cơ sở thể thao ở trong cái quận nào đó. Thì trong cái quận đó nó có một cái nhà văn hóa nhỏ hay sao đó, anh được bổ nhiệm gọi là coi giữ cái chỗ đó. Mà các bạn biết được bổ nhiệm như vậy rất là sướng, giống như được thăng cấp vậy đó. Thời điểm đó thì được bổ nhiệm ảnh có quyền quyết định là cho những cái gì, những cái môn nào được tập ở đó và những người nào bán hàng được ở trong đó đều sẽ có lợi nhuận đưa về ảnh. Thì anh mới nghe anh mừng quá, vì ngay trong đêm đó luôn, mặc dù còn hơi men, anh vẫn lên xe anh chạy về cái nhà văn hóa đó để mà anh kiểm tra cái nhà văn hóa đó, và anh gặp ngay những cái người mà đang có trách nhiệm bảo vệ này nọ để anh xem cái tình hình nhà văn hóa đó có thể có được bao nhiêu cái bộ môn thể thao học tại đó, và người ta bán hàng rong mà cái con đường nó có đông hay không, để mà anh biết đường mà bắt đầu anh thăng tiến trong sự nghiệp. Thì anh mới đi ra phía sau của nhà văn hóa có một bãi đất trống. Thì anh đang đứng anh tại đất trống đó, anh đang tự mãn với cái khả năng của mình là mình đang được cái cơ hội làm giàu. Anh móc điếu thuốc ra anh hút. Thì anh đang hút thì anh nghe cái tiếng chuông điện thoại của cái Sony E100, của cái Samsung E100. Thì lúc đó anh mới nhìn ra bên ngoài của bãi đất trống đó, anh thấy một cái ngôi mộ. Anh thấy một cái ngôi mộ. Thì anh rất là bần thần, ủa sao tự nhiên nhà văn hóa giữa một cái trung tâm quận vậy mà tại sao lại có một cái ngôi mộ, nó nằm ngay bãi đất trống đất hoang. Anh mới đi từ từ anh đi tới. Anh này cũng gan lắm bạn, tại vì anh cũng là dân mà thể thao mà người cũng to khỏe. Anh mới từ từ anh đi tới coi là mộ của ai, là mộ hoang hay là mộ gia đình, nhưng mà nhìn kỹ là mộ có xây đàng hoàng, có sơn phết xây đàng hoàng thì không thể nào là mộ hoang được. Anh tới anh coi. Khi mà anh tới anh coi kỹ, tới gần coi kỹ thì cái di ảnh trên mộ chính là bạn của mình, là cái anh mà làm bên điện tử mà chết rồi đó. Thì anh hoảng hồn quăng điếu thuốc anh bỏ anh chạy, mà anh chạy mà hai giò muốn cúm luôn. Anh nói chết cha rồi, gặp ma rồi. Anh ra anh kể cho bảo vệ nghe, thì bảo vệ của nhà văn hóa người ta không tin. Người ta nói nhà văn hóa đó là cái chỗ này á, là không biết có ma hay không, nhưng mà nếu có nữa thì chắc cũng nằm ở trong mấy cái văn phòng này thì chắc có, chứ còn bãi đất trống sau đó là không thể nào có được. Mà có thì có con ma chứ sao lại có cái mộ, có con ma sao lại có cái mộ, mộ làm sao mà từ cái chỗ mà chôn trên kia mà con ma bưng cái mộ xuống đây được. Thì anh này không biết nói cho ai biết, mà bây giờ nói ai tôi cũng không tin hết. Thì về nói gia đình thì gia đình mới kêu thầy, thầy kể ra hết sự việc thì gia đình cũng lo, thì gia đình tin, gia đình kêu thầy. Thì thầy mới nói rằng là ma nó có thể xuất hiện trước mặt mình với nhiều hình thức, đôi khi xuất hiện với gương mặt của người thân, đôi khi xuất hiện với gương mặt của người mà mình không thích, nhưng đôi khi họ di dời luôn cái phần mộ đó, chứ cái ý muốn rằng là họ muốn lôi mày xuống ở chung phần mộ đó. Thì ông thầy pháp này chắc người trong gia đình nên kêu anh này bằng mày, là muốn lôi mày xuống phần mộ với gia đình của anh chung với nó. Thì lúc mình là trước khi nó chết nó có hứa hẹn gì mày, mày có hứa hẹn gì nó không? Thì anh này mới nói rằng là dạ có. Lúc nó cãi lộn nhau nó nói là nó chết nó cũng sẽ lôi đi theo. Thì thầy nói đó đúng rồi, thì giờ đến lúc nó lôi đi theo rồi. Đó, nó chết được 100 ngày chưa? Nó chết được 100 ngày chưa? Thì lúc này là ảnh nói là hình như là cũng cỡ 100 ngày hơn rồi. Thì thầy pháp mới nói rằng là vậy nó không có đi đầu thai rồi, nó đi theo con đó. Thôi bây giờ thầy cho con cái bùa đó, thầy con cái bùa con để trong người đi đó, để con đi làm ở chỗ đó hay gì đó, con đừng bao giờ ra bãi đất trống đó, tại bây giờ con ra bãi đất trống đó là cái nơi mà nó muốn kết liễu con đó đó, nên đừng bao giờ con ra đó, con phải nhớ lời thầy nói, không nhớ là chết theo nó đó, nó không có hiền đâu. Và thầy không có cách nào chứng yểm nó, tại vì chứng yểm là phải tới ngay phần mộ của anh đó để mà hủy xác, có nghĩa là đi đốt xác người ta, đốt cái phần hài cốt người ta, nhà ta đâu có cho, và những người quản nghĩa trang người ta không chấp nhận đâu, đó là phạm pháp đó, đó là phạm pháp, nó phải đơn giản đâu, trừ khi gia đình người ta cho phép làm giấy đàng hoàng thì mới được đốt hài cốt, chứ còn mộ của người ta tuy là đã chết rồi cũng không được đụng tới. Đó, cho nên là chỉ có bảo vệ bằng bùa thôi.
Thì anh này từ đó anh đeo cái lá bùa đó, anh đi làm ở chỗ đó. Anh đi làm ở ngay cái chỗ nhà văn hóa đó. Thì anh làm được một thời gian ở chỗ đó thì tự bản thân anh cũng mở ra một cái lớp thể dục. Thì cái ngày đó anh tập nóng quá đi, nóng quá anh mệt, anh mới vô anh tắm trong nhà văn hóa thì buộc anh phải cởi cái bùa ra anh để. Anh cởi bùa ra anh để thì anh tắm. Anh tắm xong anh bận đồ anh đi xuống anh nhậu, anh quên mang lá bùa theo. Anh quên mang lá bùa theo anh nhậu. Tại anh nhậu với những người thầy khác và những người bảo vệ trong cái chỗ nhà văn hóa thể thao đó. Đó, thì khi xuống ngồi nhậu một hồi á, xỉn mà, rượu vô xỉn mà. Tôi nói bạn nghe nha, những người mà dân thể thao nhậu rất là dữ. Một hai thùng bia là chuyện bình thường. Không nhậu được thì không bao giờ nhậu được, một chai cũng không nhậu. Mà đã nhậu được rồi là hai ba thùng chưa xỉn. Thì họ khỏe lắm. Thì nhậu hồi xỉn cả anh đi ra phía sau nó đi tiểu. Đi tiểu ngay bãi đất trống. Các bạn biết đó. Cái bãi đất trống đó không có đường dẫn lên lầu. Đó là cái bãi đất trống. Còn muốn lên lầu là bạn đi từ phòng bảo vệ, bạn đi có cầu thang đi lên. Còn muốn ra bãi đất trống bạn đi men theo cái cửa chính để vòng ra phía sau hè để mà ra đó thì không thể nào có cửa hay cầu thang đi lên. Đó, vậy mà ra đó lâu thiệt là lâu không thấy anh quay trở vô. Thì những cái người này đi tìm mới đi ra đó coi sao quay trở vô, tại vì họ cũng sợ. Thứ nhất là dù thể thao khỏe cách mấy mà uống bia rượu mà trời gió mái sợ bị gì, cho nên họ đi ra họ tìm. Người ta thấy ảnh treo cổ ở lầu 2. Treo cổ ở lầu 2 mà treo ngược. Có nghĩa là cái hành lang mà nhìn ra phía bãi đất trống á, nó là cửa sổ không à. Vậy mà ảnh bị treo ngay cái cửa sổ ở lầu 2. Đến tận bây giờ câu chuyện nó vẫn làm cho những người bảo vệ mà kể lại câu chuyện nó rùng mình. Tại vì người đó, những người bảo vệ không hiểu tại sao có thể lên lầu 2 mà họ, tại vì họ ngồi ngay cầu thang. Nếu ảnh đi cầu thang lên là họ phải thấy có một cái cầu thang đi lên nhưng nhà quá nhỏ xíu chứ nhiêu. Có một cầu thang thôi, vậy thì ai bưng ảnh lên lầu 2 treo cổ. Treo ở trên đó. Nói cái chuyện mà lên gỡ cái xác xuống không là cũng rất là khó, vô cùng khó. Tại vì đâu cắt dây được, cắt dây rớt xuống cái xác rớt từ lầu 2 xuống nát xác làm sao. Phải đưa xe cẩu lên đưa xuống. Và từ cái giây phút đó trở đi, lâu lâu những cái người trong cái nhà văn hóa đó người ta có nghe cái tiếng chuông của Nokia, ai của Samsung E100. Tôi có lộn hoài mấy cái hãng của Samsung E100. Là cái tiếng cứ vang lên ở trong cái nhà văn hóa đó. Thì sau này cái nhà văn hóa nó đập đi. Nó đập đi và nó mở thành một cái showroom buôn bán. Mà cái showroom nó không hiểu sao nó lại ngay cái showroom điện thoại. Ngay cái showroom điện thoại. Thì bạn của Tân hồi xưa là làm cho công ty bảo vệ và giữ xe ở đó, làm bảo vệ giữ xe ở đó. Thì Tân đến đó để Tân cũng đi giữ xe chung với bạn, coi như là mình lúc đó cũng không có tiền, mới ra đời cũng tới đó giữ xe. Thì Tân có thích cái điện thoại Samsung E100. Thì Tân cứ nhìn hoài à, Tân nhìn hoài. Lúc đó cái giá nó đã hạ rất là nhiều rồi, tại nhiều dòng điện thoại mới ra. Thì Tân mới hỏi bạn Tân là bao nhiêu. Thì bạn tôi nói thôi đừng mua cái điện thoại đó. Mua đâu không biết chứ cái điện thoại đó ở đây đó. Người ta kể cái câu chuyện mà Tân mới kể các bạn á. Tân nghe ghê quá, Tân không còn thích nữa bạn. Tân nghe ghê quá, Tân ớn. Tân không ngờ là đằng sau một cái câu chuyện, một cái điện thoại có một cái câu chuyện ớn như vậy. Và người ta nói là làm ở trong đó lâu lâu á, buổi tối bảo vệ vẫn nghe cái tiếng chuông điện thoại nó reo. Những bảo vệ mới mà tới đây á, hồi xưa mà tới cái showroom Samsung đó đó, nhiều khi tối nghe ta tưởng là do nhân viên nào để quên điện thoại, ta đi tìm hoài à. Người ta đi tìm hoài à. Mà nhiều khi người ta tìm ra tới cái chỗ phía sau với bãi đất trống á, người ta thấy mộ, hai ngôi mộ liền kề nhau, hoặc là có người thấy hai người đàn ông đi chung với nhau, hoặc là nghe tiếng cãi lộn. Còn không là nghe cái tiếng điện thoại, người ta biết là mai cái hồn của hai anh đó chết rồi vẫn cãi, lôi xuống cãi chung. Chết rồi hai người vẫn cãi lộn với nhau, đi nhát người ta, nhát ở trong cái showroom đó. Thì đến tận bây giờ cái showroom đó bây giờ không còn nữa. Thì các bạn cũng biết rồi. Những cái showroom mà về điện thoại Samsung, Nokia bây giờ cũng không còn nữa. Đa số muốn mua thì vô những cái mall hay là những trung tâm điện máy mua. Chứ không còn những cái showroom hoành tráng như hồi xưa nữa. Thì cái nơi đó bây giờ người ta làm cái gì thì Tân không có biết. Thì lâu rồi cũng không đi ngang con đường đó. Để bữa nào giãn hết giãn cách đó, mình đi ngang thử coi giờ chỗ nó làm cái gì.
mà Tân nghe nhiều người với bạn bè cũ nói nơi đó bây giờ là một cái nhà hàng, thì không biết là những người mà ăn uống ở đó hay là những người nhân viên ở đó có còn nghe tiếng điện thoại vậy nữa hay không. Thì đây là một cái câu chuyện cũng do Tân trải nghiệm, mà Tân được nghe từ một người bạn làm bảo vệ ở ngay chính cái chỗ xảy ra sự việc đó, thì kể cho Tân, thì Tân kể cho các bạn nghe trong ngày Chủ nhật hôm nay. Các bạn thấy như thế nào thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye. We'll be right back.